con quỷ cái đó nó dạn hán ra làm thằng Chính nhà tôi mê muội. Anh Chính đã có vợ, nhà còn ngay cạnh bên, tại sao cô ráy lại liều như vậy? Thì để rớt tay vô cái gia sản nhà tôi chứ để làm gì. Mà cũng tại con Dân, thằng Chính đương cơn yếu lòng cho nên mới bị con ráy dẫn dụ. Tại tôi, tất cả là tại nãy mới đúng đó. Cô nên bình tĩnh lại. Nhà tôi vô phước, ở với nhau bao lâu mà không có con, buồn lắm chứ. Tụi tôi lấy nhau khi dòng họ Quách đã tụt dốc thê thảm. Tôi thật lòng yêu anh Chính, cho dù có khó khăn như thế nào tôi cũng ở bên cạnh ảnh. Nhưng mẹ chồng của tôi thì ngược lại, bà rủ chè cờ bạc phá hết gia sản, vậy mà bà còn suốt ngày cằn nhằn cử nhử. Anh Chính lúc đó u uất bế tắc lắm, hễ cứ gặp em á là than thở như là ở nhà không biết nói chuyện với ai. Chuyện gì tôi cũng thông cảm chia sẻ với anh, nó có cái gì hơn tôi chứ. Tại sao lại đi tìm cái con lăng loàn đó? Ban đầu chỉ là thương hại, nhưng rồi em nảy sinh tình cảm với ảnh. Thằng Chính mà cưới vợ sớm á là nó đẻ được con rái luôn á. Tình cảm như cái thứ ham của nhà nó. Thanh xuân có bao lâu đâu, ai nghĩ gì em kệ đời họ. Nó còn đem cả cái thai ra để cài thằng Chính vô thế, nó còn tức nhà tôi lắm mà. Chuyện gì mà nó không dám làm. Các anh tìm lộn chỗ rồi, mau thả ba em ra đi. Hung thủ giết anh Chính đang ở bên kia kìa. Cô nói rõ hơn được không? Mấy năm rồi mà bà Dân vẫn hận anh Chính. Bà siêng tập thể dục dữ dáng lắm, chắc chắn là bà muốn lấy chồng mới. Vậy thì cô Vân chỉ cần ly dị là được rồi, ra tay giết chồng làm gì. Còn bà Hồng nữa, bà cũng đâu có xa lạ gì chuyện giết người đâu. Bà cũng từng giết con em rồi mà, bà cũng hay đánh đập anh Chính lắm đó. Vì điều gì? Mẹ chồng tôi suốt ngày kêu anh Chính đưa tiền để cờ bạc, nhằm lúc mà say rượu không có tiền á, bà còn động tay động chân nữa. Nhìn anh ấy rất hiền lành. Thật sự thì mức độ nghiêm trọng tới mức nào? Tháng trước bà lấy cái ghế đánh anh Chính lọi tai, thằng Trực đưa lương vô đỡ, bà cũng đánh thằng Trực luôn.